xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đọc truyện đêm khuya, đọc truyện dài kỳ. Những chương trình đi cùng năm tháng góp phần làm nên thương hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi bạn được sống trọn vẹn cùng với những tác phẩm văn học nghệ thuật đặc sắc, được thể hiện qua giọng đọc của những phát thanh viên nổi tiếng, được đông đảo thính giả yêu mến. Cả một thế giới dung cảm của những tác phẩm văn học đặc sắc qua sự lao động sáng tạo miệt mài của các đồng nghiệp Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 đã trở thành những sản phẩm số được hội tụ và lan tỏa trên nền tảng số VOV Live đọc truyện. 365 ngày với hơn 400 truyện được đăng tải qua các giọng đọc được mê đắm một thời như nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai, nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, các phát thanh viên Hùng Sơn, Hải Yến, Minh Nguyệt, Hồng Huệ, Sơn Tùng. Nội dung trên kênh được sắp xếp hệ thống chuyên nghiệp theo thể loại: truyện ngắn, truyện dài kỳ, theo chủ đề, truyện tâm lý xã hội, truyện tình yêu, truyện về tình cảm gia đình, truyện chiến tranh. Cùng nghe, cùng cảm nhận, cùng thấu hiểu. VOV Live, một làn gió mới tại VOV với xu hướng tiếp cận nội dung âm thanh online, ưu tiên trải nghiệm người dùng. Sau tròn một năm ra mắt cùng hệ thống NDS VOV Live, kênh YouTube VOV Live đọc truyện đến nay đã có 25,1 triệu lượt nghe truyện với tổng cộng số giờ nghe xem là 5,8 triệu giờ. Trung bình có 68,8 nghìn lượt nghe xem hàng ngày trên kênh. Đáng chú ý, có những truyện với hơn 1 triệu lượt xem như truyện về đàn ông. Internet là xu hướng phát triển tất yếu. Việc xây dựng và phát triển hệ thống phân phối nội dung số VOV Live, trong đó có VOV Live đọc truyện, cũng đứng trước rất nhiều những thách thức và khó khăn. Là chương trình được nhiều khán thính giả yêu mến, đọc truyện đêm khuya, đọc truyện dài kỳ cũng nằm trong số những chương trình của VOV bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Bởi vậy, bảo vệ bản quyền trên môi trường số vừa là thách thức liên tục, vừa trở thành động lực để đội ngũ sản xuất không ngừng sáng tạo, mang đến cho khán thính giả những sản phẩm nội dung số đặc sắc và mới lạ. Tròn một năm đến với các khán thính giả, tròn một năm của những nỗ lực vừa xử lý các vấn đề bản quyền, vừa mang đến những trải nghiệm đọc truyện mới mẻ đa dạng. Đến nay, kênh VOV Live đọc truyện đã có 103.000 lượt đăng ký và chính thức đạt nút bạc của YouTube. Phần thưởng này đánh dấu một cột mốc quan trọng, nấc thang đầu tiên trên lộ trình quảng bá lan tỏa những nội dung đặc sắc của VOV. Trong tương lai, VOV Live đọc truyện sẽ phấn đấu trở thành kho truyện đặc sắc quý giá, gắn bó hơn nữa với nhiều khán thính giả yêu truyện, yêu VOV. Cảm ơn bạn, những khán thính giả thân thiết của VOV, những người đã cùng chúng tôi tạo nên cột mốc đáng nhớ này. VOV Live đọc truyện, cùng nghe, cùng cảm nhận, cùng thấu hiểu. VOV Live đọc truyện, cùng bạn bước vào thế giới của những dung cảm đẹp. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.